với kênh TikTok là Khoai Lang Is The Best thì nghe cái tên thôi đã chắc chắn một điều, mình là một người siêu siêu thích khoai lang. Mà xem toàn bộ các video của mình đăng tải thì chưa thấy có video nào làm về nguyên một ngày ăn cái món mà mình yêu thích này cả. Vậy nên hôm nay hãy cùng thử thách ăn một ngày toàn khoai lang với mình nhá. Và không thể thiếu một trợ thủ đắc lực sẽ ăn thúc sức mình ngày hôm nay, đó là chiếc máy xay nấu đa năng 5-in-1 của nhà Lazy Chef. Hãy cùng xem mình với em máy nấu này sẽ làm được những món ăn ngon như thế nào nhá. Mở đầu bữa sáng ngày hôm nay thì mình có sữa khoai lang yến mạch. Bữa sáng mà có cốc sữa nóng hổi như này thì đúng là ấm bụng luôn. Và nguyên liệu để nấu ra một cốc sữa ngon dinh dưỡng như thế này thì cũng cực kỳ đơn giản. Mình chỉ cần có tầm khoảng 100g khoai lang, 15g yến mạch và thêm một chút hạt dẻ để sữa có thể bùi béo hơn. Mọi người cũng có thể thay thế bằng yến mạch cắn dẹp, ngâm trong vòng 15 phút để nó nở ra nha. Mình thì đã gọt vỏ và cắt vỏ khoai lang ra rồi, giờ chỉ cần cho tất cả nguyên liệu cùng với 600ml nước. Nếu mà mọi người muốn uống ngọt thì có thể cho thêm đường ăn kiêng hoặc là mật ong, và giờ chỉ cần cho máy nó nấu sữa hạt và gồi chờ thôi. Máy được thiết kế có răng mút hít trà và nắp khóa an toàn không bọc, nên dù có đun sôi đến mấy thì nó cũng không hề bị trào ra đâu, cực kỳ an toàn luôn. Và chỉ sau 30 phút, một cốc sữa khoai lang yến mạch cực kỳ ngon mà healthy rồi. Tiếp theo là đến bữa trưa hôm nay. Trưa hôm nay mình có một món cực kỳ yêu thích, đó chính là sinh tấu khoai lang sữa chua. Chắc món ăn này là một món ăn mà xuất hiện nhiều nhất trên kênh của mình. Trong suốt quá trình ăn kiêng cũng như hành trình lấy lại vóc dáng của mình, hầu như ngày nào mình cũng ăn món này luôn ý. Và nhớ, mình thấy cái máy xay Lazy Chef này cực kỳ đa năng, không chỉ nấu sữa hạt mà còn xay sinh tố cực kỳ mịn như mọi người có thể thấy trên hình. Hôm nay thì mình luộc khoai lang hơi sớm một tí nhưng mà nó đã xay mịn ơi là mịn luôn ý. Hình như trong dịp này thì mua một máy xay đa năng Lazy Chef còn được tặng một bình giữ nhiệt cực kỳ xịn với một quyển công thức nấu ăn độc quyền. Và đây là bữa trưa hôm nay của mình, có trứng rán với tôm cùng với một cốc sinh tố khoai lang cực kỳ ngon. Mọi người phải thử cái món này đi nha. Ngoài nấu sữa hạt, xay sinh tố hay đun nước làm ấm thì máy xay nấu đa năng Lazy Chef còn có thể tự làm sạch cực kỳ tiện, chỉ cần một nút ấn làm sạch và sau đó tráng qua với nước lọc là xong.